could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nhân viên y tế và bạn thân bị bắt giữ sau khi Châu Hải My đột ngột qua đời ở tuổi 57. Thông tin bạn thân và một nhân viên y tế bị bắt giữ sau khi Châu Hải My qua đời khiến netizen không khỏi xôn xao. Thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 sau thời gian mắc bạo bệnh đã khiến làng giải trí bàng hoàng. Sau khi thông tin được phía công ty quản lý Châu Hải My xác nhận, mạng xã hội cũng lan truyền hồ sơ bệnh án của nữ diễn viên. Điều này đã khiến phần đông khán giả bức xúc. Mới đây, Beijing News đưa tin, Ủy ban Y tế Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Trung Quốc đã tìm ra hai người lan truyền hồ sơ cấp cứu và bệnh án của Châu Hải My lên mạng xã hội. Được biết, hai người làm rò rỉ hồ sơ liên quan đến Châu Hải My chính là một nhân viên y tế và bạn thân của người này. Hiện, nhân viên y tế có liên quan đã bị đình chỉ công tác, cả hai người nói trên đều đã được giao cho cảnh sát, bị tạm giữ để chờ điều tra. Bước đầu, nhân viên y tế này khai nhận đã chụp và gửi hồ sơ y tế cũng như bệnh án của Châu Hải My vào nhóm chat, có bạn bè với mục đích khoe khoang. Hiện sự việc đang được phía cảnh sát địa phương điều tra, làm rõ. Song việc làm rò rỉ hồ sơ bệnh án của cố diễn viên khiến nhân viên y tế và người bạn thân đối diện với việc bị phạt hành chính, đình chỉ công tác, thậm chí là thu hồi giấy phép hành nghề. Châu Hải My là nữ minh tinh đình đám một thời, gây chú ý thông qua các tác phẩm Kim Bái Phong Vân, Định Mệnh, Triệu Phú Lưu Manh, Võ Lâm Truyền Kỳ. Thập niên 1990, cô là mỹ nhân làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ với hàng loạt bộ phim ăn khách, Mạc Đại Hoàng Tôn, Cười Ngạo Trước Ngày Mai, Mối Tình Nồng Thắm, Đại Náo Quảng Sương Long, Nghĩa Bất Dung Tình. Cô được nhiều khán giả Việt Nam biết đến với vai ác nữ, Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bản 1994.